Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai thì nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Suy niệm và cầu nguyện. Khi cuộc sống con người ngày càng văn minh, tiến bộ hơn, thì người ta cũng chú ý nhiều đến tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn cho cơ thể hơn. Nếu trước đây người ta chỉ mong ăn cho đủ no, thì giờ đây người ta chú ý đến việc ăn ngon, sử dụng thực phẩm sạch, vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe. Dù những người Do Thái thời Chúa Giêsu lưu ý đến sự thanh sạch của những gì từ bên ngoài, thì Chúa Giêsu lại nhấn mạnh đến sự thanh sạch của những gì phát xuất từ bên trong. Chúng ta cùng suy niệm về sự khác biệt này. Trước hết, Thiên Chúa là Đấng Thánh, và dân Israel được mời gọi nên thánh. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh. Các tư tế và thượng tế là những người đại diện dân để dâng lễ cho Thiên Chúa, lại càng phải giữ cho mình được thánh. Bởi nếu đến trước nhan Thiên Chúa mà không giữ mình thánh thiện, thì có thể phải chết. Vì thế, để giữ cho mình được thánh, người Do Thái tránh tiếp xúc với những gì bị xem là ô uế như xác chết, các loại bệnh gây ô uế, thậm chí không giao du với dân ngoại hay những người tội lỗi để tránh khỏi bị ô uế. Ngoài ra, họ còn đi xa hơn khi đòi buộc phải rửa tay, rửa các đồ vật, nhất là khi từ nơi công cộng trở về hoặc đã lỡ chạm vào những gì bị xem là ô uế. Mặc dù họ cố gắng làm như vậy để giữ cho mình được thánh, hầu xứng đáng với Thiên Chúa là Đấng Thánh, nhưng khi quá chú trọng đến những quy định mang tính hình thức bên ngoài, họ đánh mất giá trị thật sự của việc thờ phượng Thiên Chúa. Trái lại, Chúa Giêsu không bác bỏ những nỗ lực của người ta để nên thánh, nhưng người điều chỉnh lại cái gọi là tiêu chuẩn của sự thanh sạch. Nếu người Do Thái chú ý đến sự thanh sạch từ những gì bên ngoài, thì Chúa Giêsu đề cao sự thanh sạch từ bên trong, sự thanh sạch của tâm hồn. Thật vậy, đối với Chúa Giêsu, những gì phát xuất từ bên ngoài như thức ăn, việc rửa tay hay việc đụng chạm đến những thứ bị xem là ô uế hoặc tiếp xúc với những người bị xem là tội lỗi đều không thật sự làm cho người ta mất đi sự thánh thiện hay đánh mất sự thanh sạch của tâm hồn. Nhưng những gì phát xuất từ lòng người mới là những mầm mống làm cho người ta mất đi sự thanh sạch và thánh thiện, làm cho người ta bất xứng trước mặt Thiên Chúa là Đấng Thánh. Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn sống khỏe mạnh, tươi trẻ lâu dài và bình an luôn mãi. Không ai muốn mình bị nhiễm phải những thứ độc hại cho cơ thể, nên ra sức đề phòng
và cẩn thận trong việc ăn uống, sinh hoạt để không vô tình rước vào cơ thể những gì không có lợi cho sức khỏe bản thân và gia đình. Có lẽ Chúa Giêsu không phi bác việc cẩn trọng để giữ cho thân xác được an toàn, khỏe mạnh. Nhưng Người nhắc chúng ta rằng con người không chỉ có thân xác mà còn có tâm hồn, còn có đời sống tinh thần. Vì thế những gì từ bên ngoài vào, dù có thể ảnh hưởng đến thể xác, nhưng không làm cho người ta mất đi sự thanh sạch của tâm hồn là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nơi Thiên Chúa ngự. Trước mặt Chúa, sự thanh sạch của tâm hồn mới đáng giá gấp bội. Hơn nữa, nhiều khi chúng ta chỉ chú ý đến những tác động từ bên ngoài lên đời sống thể lý và tinh thần, trong khi tác động từ bên trong, từ những ý nghĩ tiêu cực, những gì trái ngược với tinh thần tin mừng, mới thực sự tàn phá con người chúng ta cách ngấm ngầm nhưng khủng khiếp, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thật vậy, 12 sắc thái tiêu cực mà Chúa Giêsu kể ra như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng mới làm cho chúng ta mất đi sự thanh thản của tâm hồn, mất đi sự hồn nhiên tươi trẻ, mất đi niềm vui sống và mất luôn cả hạnh phúc và sự an bình nội tâm. Bất kỳ ý định tiêu cực nào phát xuất từ bên trong tâm hồn chúng ta, từ những ý nghĩ xấu xa, hại người ắt sẽ hại mình, gây điều xấu cho người thì mình đâu thể sống an vui thanh thản, cho đến những cảm xúc tiêu cực như ganh ghét, giận hờn, kiêu căng có thể làm hại tâm hồn chúng ta lâu dài và nghiêm trọng, lắm khi còn nặng hơn cả những bệnh tật thể lý. Lạy Chúa, bấy lâu nay chúng con vẫn thường hay quan tâm đến việc trang hoàng những gì bên ngoài, hoặc quá chú trọng đến những hình thức bên ngoài, nhưng lại chưa chú tâm đủ đến những gì phát xuất từ bên trong tâm hồn, những thứ có thể tàn phá cuộc sống của chúng con cả về thể xác lẫn tinh thần. Xin Chúa giúp chúng con biết khởi đi từ việc làm sạch tâm hồn, trang hoàng đời sống chúng con bằng những nhân đức phát xuất từ tinh thần tin mừng như yêu thương, tha thứ, bao dung, nhân từ, để tâm hồn chúng con luôn được thanh sạch mà sống thanh thoát, an vui và hạnh phúc, vừa mạnh khỏe về thể xác, vừa thanh thản về tinh thần. Amen.